Xin chào đón quý vị khán giả đang cùng đến với chương trình Kinh doanh và Pháp luật. Thưa quý vị khán giả, trước nhu cầu tuyển dụng người làm việc và người lao động nước ngoài ngày càng tăng cao, thì ngày càng có nhiều lao động nước ngoài đã đăng ký vào làm việc cho các doanh nghiệp tại Việt Nam. Để được làm việc tại Việt Nam hợp pháp, thì người sử dụng lao động nước ngoài sẽ cần phải tuân thủ nghiêm các quy định về việc cấp giấy phép lao động dành cho người nước ngoài ở tại Việt Nam. Tuy nhiên, hiện nay thì theo phản ánh của cộng đồng doanh nghiệp, nhất là Hiệp hội các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, thì việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài vẫn còn gặp rất nhiều những khó khăn và vướng mắc, gây trở ngại cho các hoạt động về sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Vậy nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do đâu và liệu có giải pháp nào dành tới cho các doanh nghiệp trong tình huống này hay không? Đó sẽ là chủ đề mà chúng tôi cùng thảo luận và bàn bạc với các chuyên gia, gỡ vướng thủ tục cấp phép lao động nước ngoài dành cho doanh nghiệp. Xin mời quý vị hãy cùng dành thời gian theo dõi. Có rất nhiều các doanh nghiệp cũng đang trong cái tình trạng rất là khó khăn trong cái việc xin cấp phép lao động. Xin được giới thiệu với khách mời đầu tiên, luật sư Nguyễn Kim Dung, giám đốc pháp chế Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam, đồng chủ tịch nhóm giáo dục Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam. Trong quá trình triển khai nghị định 152 thì hiện nay còn rất nhiều các vướng mắc. Và xin được giới thiệu với khách mời thứ hai, ông Đoàn Xuân Trường, chuyên gia pháp lý, phó trưởng phòng thanh tra Trường Đại học Luật Hà Nội. Xin cảm ơn cả hai vị khách mời đã cùng tới tham gia chương trình ngày hôm nay. Và để bắt đầu, chúng tôi muốn mời hai vị khách mời cùng quý vị khán giả đến với một phóng sự của chúng tôi. Xin mời. Hàn Quốc hiện là một trong những đối tác thương mại lớn của Việt Nam. Chỉ trong 10 năm 2013 đến 2023, Hàn Quốc đã vươn lên dẫn đầu cả về số dự án, số vốn FDI đầu tư vào Việt Nam. Tính đến tháng 5 năm 2023, Hàn Quốc có 9.666 dự án và gần 81,6 tỷ đô la Mỹ, chiếm 18,2% tổng vốn đầu tư, đứng thứ 5 trên 82 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với nhiều dự án đầu tư tại Việt Nam, việc sử dụng lao động Hàn Quốc tại Việt Nam là điều tất yếu. Tuy nhiên, theo phản ánh của Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, việc xin cấp phép lao động hiện nay vẫn còn một số khó khăn vướng mắc, ảnh hưởng không nhỏ tới cá nhân người lao động cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Cấp phép lao động đó là cũng tương đối là phức tạp và mất nhiều thời gian để chuẩn bị hồ sơ. Đối với những người hoạt động tại ở đây, phải chuẩn bị những cái hồ sơ gốc mà dịch lại công chứng mà họ phát lãnh sự, vân vân là vân vân, những cái thời gian và chi phí đó là không phải là nhỏ mà nó cũng ảnh hưởng đến về sự cái sinh hoạt tại ở đây. Nếu mà đối với những công ty tổng giám đốc gì đó thì phải còn liên quan đến vấn đề ngân hàng và sinh hoạt và bằng lái xe. Tất cả mọi vấn đề đều là nó liên quan trực tiếp đến về cái thời hạn tạm trú tại Việt Nam. Mà lại thời gian 1 năm, 2 năm trải qua rất là nhanh đối với những người công tác ở đây lâu. Nhưng vẫn phải xin lại và cấp lại và cũng chuẩn bị, cũng thay đổi hết tất cả mọi thủ tục khác nữa. Đây chỉ là một trong nhiều trường hợp doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đã và đang phải đối diện với tình trạng khó khăn, vướng mắc hoặc tình trạng kéo dài trong thủ tục xin cấp giấy phép lao động nước ngoài tại Việt Nam hiện nay. Theo quy định, cơ quan lao động sẽ xem xét hồ sơ và trả kết quả trong 10 ngày làm việc và 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ. Tuy nhiên, trên thực tế phải mất vài tháng mới được cấp giấy phép lao động, thậm chí cũng có trường hợp không được cấp giấy phép lao động. Theo các chuyên gia, một trong những nguyên nhân xuất phát từ chính sự hạn chế bất cập trong một số quy định pháp luật về cấp phép lao động nước ngoài hiện nay, trong đó có những quy định chưa thực sự rõ ràng, chặt chẽ, dẫn đến vướng mắc trong quá trình thực thi. Trong trường hợp này, liên quan đến nhiều đầu mối xử lý, bộ lao động, rồi các địa phương, các sở lao động, rồi lại liên quan đến yếu tố nước ngoài, thì thường nó sẽ phức tạp, nó sẽ rắc rối hơn. Trong khi đó, cái quy định của chúng ta thì nó đã có cái điểm không hợp lý, chẳng hạn như là cái điều kiện thì nó tương đối chặt chẽ và nó tương đối là mang cái tính hình thức. Thế và quy định nó không rõ. Đơn giản như là chúng ta quy định là những cái đơn vị nào mà đăng ký kinh doanh bình thường ở phòng đăng ký kinh doanh thuộc kế hoạch đầu tư thì địa phương cấp phép. Thế còn khi các cơ quan chức năng ở trung ương như ngân hàng hay chứng khoán hay bảo hiểm gì đó thì bộ cấp phép. Thế nhưng rất nhiều doanh nghiệp thì nó có tình trạng là vừa đăng ký kinh doanh địa phương vừa có cấp phép ở trung ương thì cũng đã xảy ra những cái chuyện tranh cãi này. Vậy trường hợp đấy thì ai là người có thẩm quyền, chúng ta chưa quy định rõ. Thế và cái điều kiện của cấp phép chẳng hạn thì chúng ta cũng quy định là phải tối thiểu có bằng đại học rồi có kinh nghiệm 3 năm, 5 năm chẳng hạn, thì cũng là một trong những cái khó khăn, đặc biệt là phải yêu cầu họ xuất trình cái bằng đại học mà không chấp nhận những cái căn cứ khác rằng
đã có cái bằng đại học. Bên cạnh đó, khi thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động, cơ quan chức năng yêu cầu bổ sung thêm các giấy tờ để xét duyệt, đồng thời thực hiện quy trình thẩm định nghiêm ngặt, cũng là nguyên nhân dẫn đến việc thủ tục cấp giấy phép kéo dài, gây trở ngại trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp phản ánh tương đối nhiều, đó là cái trình tự thủ tục để xin cấp phép lao động thì đang ở một cái trạng thái đó là dườm già và tốn nhiều cái thời gian. Đơn cử có những trường hợp 4 đến 5 tháng thì mới xin được cái cấp phép lao động. Bởi vì cái vấn đề đó là các cái cơ quan quản lý nhà nước thì thực hiện cái việc đó là yêu cầu về giải trình về cái nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài của doanh nghiệp. Và cái nội dung này thì khi mà chưa được luật hóa một cách rõ ràng thì gây ra nhiều cái khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện. Có thể nói trước nhu cầu tuyển dụng người lao động nước ngoài tăng cao với hơn 121.000 lao động nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam như hiện nay, thì việc tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong thủ tục cấp phép lao động nước ngoài là yêu cầu cấp thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người lao động nước ngoài vào Việt Nam làm việc cũng như tiết kiệm thời gian chi phí cho các doanh nghiệp. Thưa vị khách mời, theo phản ánh của doanh nghiệp, để xin cấp phép cho lao động nước ngoài làm việc ở tại Việt Nam, thực tế các doanh nghiệp có thể phải mất tới vài tháng, hàng năm và thậm chí là có trường hợp là không được cấp. Vậy vì sao vẫn xảy ra những cái tình trạng như chúng ta vừa mới đề cập tới? Thưa bà Dung, Nghị định 152/2020 thay thế cho Nghị định 11/2016 đã có những cái bước tiến thay đổi nhiều hơn so với Nghị định 11/2016, tuy nhiên vẫn còn rất nhiều bất cập. Và một trong những bất cập đấy đến từ việc là cách áp dụng các quy định trong Nghị định 152 ở các tỉnh thành khác nhau. Thứ hai nữa là cách hiểu của các chuyên viên tại cơ quan cấp phép cũng có sự khác nhau. Đó là hai cái điều mấu chốt tạo nên cái khó khăn trong cái việc thực hiện Nghị định 152. Và một số các quy định còn bất cập trong Nghị định 152 cũng tạo những nút thắt mà không thể tháo gỡ. Và hiện tại cũng có rất nhiều các doanh nghiệp cũng đang trong cái tình trạng rất là khó khăn trong cái việc xin cấp phép lao động và ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh. Đặc biệt khi ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế Việt Nam. Còn từ góc nhìn của ông Trường thì sao ạ? Vì sao vẫn xảy ra những cái tình trạng như chúng ta vừa mới đề cập tới? Phải chăng là do cái quá trình thực thi của chúng ta thì vẫn còn có khá là nhiều các điểm nghẽn? Trong quá trình triển khai thực hiện thì đối với thủ tục cấp phép lao động nước ngoài còn liên quan đến rất nhiều luật và rất nhiều các thủ tục khác nhau. Ví dụ như liên quan đến luật xuất nhập cảnh, liên quan luật cư trú và liên quan đến cả luật khám chữa bệnh, khi liên quan đến giấy khám sức khỏe cho người lao động. Và bên cạnh đó thì đối với lại cái lực lượng lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì có xu hướng tăng và tăng đột biến trong thời gian gần đây. Và trong khi đó thì cái bộ máy cũng như cái nhân lực của các cái sở lao động thương binh xã hội, các cơ quan quản lý nhà nước thì cũng có hạn chế. Đấy cũng là một trong lý do mà khiến cho cái thủ tục cấp phép lao động hiện nay còn đang bị chậm. Mặt khác thì chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng không ít trường hợp các doanh nghiệp cũng do là chưa chuẩn bị đủ những cái hồ sơ theo quy định thì cũng dẫn tới cái thời gian kéo dài. Thì đây liệu có phải là một cái tình trạng phổ biến hay không ạ thưa ông? Tiếp là chị Dung, thì thực ra hiện nay đối với quy định liên quan đến cấp phép lao động nước ngoài thì có một số cái thủ tục mà hiện nay doanh nghiệp gặp rất nhiều vấn đề khó khăn. Ví dụ như liên quan đến thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự, và thủ tục xin xác nhận các cái hồ sơ liên quan đến là chứng thực công chứng. Rồi các cái thủ tục mà liên quan đến việc mà xác định các cái đối tượng, ví dụ làm việc như chuyên gia hay giám đốc điều hành, thì hiện nay đối với lại cái quy định trong Nghị định 152 thì chưa có cái hướng dẫn cụ thể liên quan các đối tượng này. Cho nên là sẽ phải trải qua rất nhiều các cái ý kiến thẩm định khác nhau, và có thể cái quá trình mà tương tác trao đổi giữa các cái chủ thể cơ quan có thẩm quyền với lại cái đối tượng mà có nhu cầu xin cấp phép thì nó sẽ tạo ra một cái quãng thời gian rất là dài. Có nhiều doanh nghiệp thì họ cũng có than phiền về cái câu chuyện là cần phải chuẩn bị đủ những cái hồ sơ giấy tờ để thỏa mãn những cái điều kiện này. Ví dụ như là những cái chứng chỉ chuyên môn, cụ thể là bằng đại học hay là xác định lao động chuyên gia. Vậy thì từ góc nhìn của mình, bà Dung có thể cho chúng tôi biết chi tiết hơn về những cái khó khăn của các doanh nghiệp như thế nào ạ? Trên thực tế thì như là anh Trường cũng có đề cập đến cái việc là nó quy định cũng chưa được đầy đủ. Thực tế ra Nghị định 152 đúng là chỉ quy định trên một cái khung chung. Tuy nhiên trong Nghị định 152 cũng chưa đề cập tới các quy định chuyên ngành. Do vậy trong quá trình thực hiện xin cấp phép lao động, nó cũng tạo nên cái khó khăn từ chính cơ quan cấp phép. Họ cũng không biết là nên căn cứ vào cái nội dung quy định tại Nghị định 152 hay là căn cứ vào cái chuyên ngành. Cho nên là cái việc đầu tiên ý, để giải quyết những khúc mắc này thì cần phải có một cái sự sửa đổi đối với Nghị định 152 liên quan đến việc quy định thế nào là chuyên gia, thế nào là giám đốc điều hành.
Và trước những cái hạn chế cũng như bất cập mà chúng ta vừa cùng đề cập tới, thì Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng đã chủ trì phối hợp với các cơ quan địa phương để có thể rà soát, đề xuất sửa đổi Nghị định số 152. Và thưa hai vị khách mời cũng như thưa quý vị khán giả, để giúp cho quý vị có thể hiểu rõ hơn về những cái nội dung và định hướng sửa đổi cũng như là kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp và các chuyên gia, thì ngay sau đây chúng tôi xin được mời quý vị khán giả cũng như hai vị khách mời đến với một phóng sự ngắn mà chúng tôi đã tổng hợp được. Xin mời. Trước những hạn chế bất cập trong thủ tục cấp phép lao động đã và đang gây khó cho các doanh nghiệp, Chính phủ đã giao Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hoàn thiện bổ sung sửa Nghị định 152 theo hướng cởi mở hơn, hồ sơ đơn giản hơn, nhanh nhất có thể và đẩy mạnh việc phân cấp trong hoạt động cấp phép lao động nước ngoài. Theo đó, dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 152/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức cá nhân nước ngoài có nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến điều kiện cấp giấy phép lao động đối với các vị trí công việc, nội dung về báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài, trình tự thủ tục hồ sơ cấp, cấp lại giấy phép lao động. Vấn đề thứ nhất đó là cần phải mở rộng hơn đối với cái điều kiện điều kiện cấp phép đối với người lao động nước ngoài ở một số các cái vị trí công việc. Vấn đề thứ hai đó là vấn đề về việc là sửa đổi bổ sung đối với cái trình tự thủ tục cấp phép lao động nước ngoài phải có cái hướng, phải được theo hướng đó là minh bạch hơn cũng như là đơn giản hơn đối với doanh nghiệp. Đặc biệt ví dụ như làm rõ một số các cái vấn đề về những cái giải trình liên quan đến nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài. Rồi thì vấn đề thứ ba cũng là một vấn đề quan tâm, đó là câu chuyện về cần phải có một cái sự thống nhất trong cái việc quản lý đối với người lao động nước ngoài. Một trong những nội dung được các chuyên gia, doanh nghiệp đề cập nhiều trong dự thảo lần này là vấn đề liên quan đến bằng cấp chuyên gia. Có ý kiến cho rằng yêu cầu có bằng đại học là một trong các điều kiện bắt buộc mới được cấp giấy phép lao động đã tồn tại nhiều năm nay là quy định máy móc cần phải sửa đổi. Bởi thực tế, các chuyên gia họ tích lũy kinh nghiệm phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp là đủ. Hay có đề xuất cho rằng có thể linh hoạt chuyển sang đặt tiêu chí mức lương, thuế thu nhập cá nhân đối với các vị trí chuyên gia, cố vấn để làm căn cứ cấp giấy phép lao động thay vì tiêu chí bằng cấp như hiện nay. Tuy nhiên, cũng có chuyên gia khẳng định việc yêu cầu bằng cấp là cần thiết. Tuy nhiên, cần phải quyết định linh hoạt cho doanh nghiệp trong một số trường hợp nhất định, đảm bảo không tạo thêm gánh nặng chi phí thời gian cho doanh nghiệp. Cái yêu cầu về bằng cấp là bình thường, phải có nhưng không nhất thiết là chỉ chứng minh bằng một cái bằng đại học mà có thể chứng minh bằng những cái giấy tờ khác. Thời gian kinh nghiệm tôi cho rằng cũng có thể là giảm đi, nhưng tôi cho rằng ngoài ra luôn luôn phải có một ngoại lệ nữa, là chúng ta chấp nhận là thực sự những người ta chuyên gia có thể không có bằng cấp đại học, vẫn phải chấp nhận. Tất nhiên lúc đấy sẽ phải xem xét, nó khó khăn hơn, nó phải lúc đấy mới cần phải chứng minh. Tôi cho rằng là nó phải đi vào đúng bản chất vấn đề, có thể phải có những cái trường hợp ngoại lệ. Người ta không có bằng đại học hoặc một lý do nào đấy không chứng minh được bằng đại học, nhưng thực sự lĩnh vực đấy chúng ta không có, thực sự họ là những cái chuyên gia. Mục đích quy định đấy là nó thay vì cái chuyện là lao động giản đơn mà lại vào Việt Nam thì nó không tạo công ăn việc làm cho người Việt Nam và nó không cần thiết. Nhưng nó sẽ phụ thuộc vào cái chuyện là một doanh nghiệp, ông chứng minh rằng ông trả lương bao nhiêu, lĩnh vực gì, công nghệ, kỹ thuật thế nào thì mới có thể là xin phép cho chuyên gia. Và sau một thời gian nhất định thì quan trọng chúng ta phải đánh giá lại, phải kiểm tra xem có gian lận, có vi phạm hay không để chúng ta xử lý. Chứ còn nếu mà chỉ dựa vào cái chuyện là hồ sơ thủ tục máy móc như vậy thì đương nhiên là sẽ gây khó khăn. Đặc biệt cũng như phần lớn ý kiến phản ánh từ các hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, một trong những mong mỏi của các doanh nghiệp trong lần sửa đổi nghị định này chính là việc đơn giản hóa các thủ tục hồ sơ giấy tờ để tiết giảm thời gian chi phí cho người lao động và doanh nghiệp. Chúng tôi rất kỳ vọng Chính phủ Việt Nam đơn giản hóa về vấn đề thủ tục và cấp giấy phép lao động đối với những nhà đầu tư nước ngoài và cán bộ công chức của người nước ngoài tại Việt Nam. Ví dụ như là những cái giấy tờ mà chính phủ Hàn Quốc làm ra, thế thì chúng tôi nghĩ rằng cái này là giấy tờ của gốc của chính phủ Hàn Quốc, thì nhưng vẫn phải yêu cầu là dịch lại công chứng và họ phát lãnh sự. Thì mỗi lần thủ tục cái này là nếu mà người trực tiếp phải làm thì phải về nước, đi lại
cũng xin lại, và tất cả mọi vấn đề cũng đi các cơ quan, đi Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, đi Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, sau đó thì phải trả tiền để dịch lại, để công chứng lại. Tất cả mọi đều là mọi việc đều là chi phí và thời gian. Xin vì thế thì đối với một số giấy tờ gốc mà của chính phủ Hàn Quốc làm ra, thì những cái đó là chúng ta cũng hai chính phủ Hàn Quốc và Việt Nam cũng làm một cái thỏa thuận gì đó để cho đơn giản hóa về vấn đề cái dịch công chứng, hoặc là hợp pháp hóa lãnh sự, hoặc là xác nhận của lãnh sự, xác nhận của đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc chẳng hạn, cho miễn trừ một số thủ tục đó thì có thể tiết kiệm được thời gian là một, thứ hai là chi phí. Có thể nói việc ban hành nghị định sửa đổi bổ sung nghị định số 152/2020/NĐ-CP sẽ tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp trong việc xin cấp phép lao động, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, đồng thời góp phần tháo gỡ khó khăn để phục hồi ổn định nền kinh tế sau đại dịch COVID-19 và phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế xã hội. Thưa hai vị khách mời, như phóng sự ngắn mà chúng ta vừa cùng theo dõi thì việc sửa đổi nghị định số 152 sẽ cùng xoay quanh cái việc là cân nhắc và điều chỉnh các yêu cầu về trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc, và cụ thể đó là kiến nghị để bỏ đi yêu cầu về bằng cấp và làm rõ cái thuật ngữ thế nào là chuyên gia. Vậy thưa bà Dung, thì bà nghĩ là nó có thể giúp đỡ cho chúng ta giảm thiểu được những cái hạn chế hay là bất cập mà chúng ta đề cập đến ở phần đầu của chương trình không ạ? Theo quan điểm của tôi thì vẫn phải có quy định về bằng cấp, vì chúng ta đang có chủ trương là mời các lao động nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam là những lao động có trình độ cao để đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, cho nên chúng ta cần phải có quy định về bằng cấp. Tuy nhiên, liên quan đến vấn đề bằng cấp thì cần phải có một cái quy định nó rất là cụ thể, vì từng lĩnh vực khác nhau có những nhu cầu khác nhau. Từng cái lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, có những lĩnh vực sản xuất kinh doanh người ta cần những cái lao động có trình độ cao, có bằng cấp. Ví dụ như các trường đại học thì cần mời các giáo sư, tiến sĩ vào để thực hiện cái việc giảng dạy tại Việt Nam. Hoặc ở những cái đơn vị sản xuất kinh doanh thì cần mời những chuyên gia kỹ thuật, họ có kinh nghiệm trong cái lĩnh vực của họ. Cho nên là Nghị định 152 cần phải có một cái quy định chi tiết và phân loại ở những lĩnh vực nào cần bằng cấp loại gì. Đấy là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai liên quan đến cái thuật ngữ chuyên gia. Trước đây khi Việt Nam hay mời các chuyên gia nước ngoài, hay gọi là mời các chuyên gia nước ngoài vào Việt Nam, đó là những người có kinh nghiệm vào đóng góp cho Việt Nam. Nhưng khi Việt Nam mở cửa là chúng ta mời các lao động nước ngoài vào Việt Nam để làm việc, thì lúc này họ không phải là chuyên gia nữa, mà lúc này họ là những lao động nước ngoài có đủ điều kiện đáp ứng theo yêu cầu của Việt Nam để làm việc tại Việt Nam. Nên chúng ta cần thay đổi cái thuật ngữ này cho nó phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế. Cũng có một trăn trở khác nữa mà các doanh nghiệp đề cập tới, đó là việc loại bỏ hạn chế về số lần được gia hạn giấy phép lao động. Vậy thưa ông Trường, ông có thể nói rõ hơn về cái câu chuyện này cũng như là đưa ra góc nhìn của mình được chứ ạ? Đây cũng là một cái đề xuất có tính chất là khá táo bạo. Bởi vì hiện nay đối với cái thủ tục cấp phép lao động dựa trên yếu tố liên quan đến là quản lý lao động, thì thực ra thủ tục cấp phép lao động này nó sẽ tương đối cũng sẽ phức tạp hơn là so với việc mà sử dụng lao động trong nước. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ phải nhìn ở khía cạnh thứ hai là ở góc độ quản lý nhà nước, thì cái việc mà sử dụng lao động nước ngoài thì không chỉ là liên quan đến vấn đề là bảo vệ lực lượng lao động trong nước như tôi đã đề cập ở phần đầu, mà bên cạnh đó còn liên quan đến cái yếu tố về đảm bảo an ninh trật tự. Cho nên thì tôi sẽ đưa ra một cái khuyến nghị có tính chất là cá nhân, một cái biện pháp đảm bảo tính chất trung dung là ta nên nâng cái thời hạn về cái việc là cấp phép lao động từ 2 năm có thể lên một thời hạn tích hợp là từ 3 năm đến 4 năm, nhưng vẫn giới hạn số lần tối đa liên quan đến cấp phép lao động. Tuy nhiên bên cạnh đó thì cũng có ý kiến cho rằng là đối với việc quy định về cấp phép cho các lao động nước ngoài ở tại Việt Nam thì chúng ta cũng nên có những cái hàng rào để bảo vệ cho các lao động trong nước. Vậy thưa bà Dung, ý kiến của bà như thế nào ạ? Thứ nhất, đứng về khía cạnh kinh tế, đối với các doanh nghiệp Việt Nam khi tuyển dụng một lao động nước ngoài, nếu như họ tuyển dụng được các lao động Việt Nam có cùng trình độ và có mức lương trả thấp hơn, thì tôi khẳng định chắc chắn rằng là tính về mặt kinh tế, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ tuyển dụng lao động Việt Nam nếu lao động Việt Nam đáp ứng được đúng nhu cầu của doanh nghiệp. Thứ hai, đứng về góc độ cạnh tranh, thì khi chúng ta tuyển dụng các lao động nước ngoài vào Việt Nam thì phải đáp ứng các tiêu chí về mặt trình độ. Và khi chúng ta có những cái lực lượng lao động nước ngoài có trình độ cao thì sẽ tạo nên một cái tính cạnh tranh đối với các lao động trong nước. Nếu các lao động trong nước muốn đứng ở vị trí đó thì bản thân các lao động trong nước cũng phải tự nâng cao cái trình độ của mình, cũng sẽ tạo nên một
tính cạnh tranh lành mạnh, nâng cao cái trình độ của các lao động trong nước. Ngoài những cái vấn đề mà chúng ta đã cùng đề cập tới thì đâu là cái nội dung chủ yếu mà cần phải được sửa đổi ở trong nghị định số 152 để có thể phù hợp với thực tế và đảm bảo được cái tính thông thoáng cho việc cấp phép lao động cho người nước ngoài ở tại Việt Nam? Thứ nhất là liên quan đến các nội dung đã được quy định trong nghị quyết 105. Tính thông thoáng của những cái nội dung này cũng vẫn còn hiệu lực đến tận thời điểm bây giờ. Ví dụ, trong nghị quyết 105 có đề cập đến việc là kinh nghiệm làm việc của các lao động nước ngoài, thì trong nghị định 152 quy định rằng là các lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì phải có kinh nghiệm trong chuyên ngành được đào tạo và vị trí dự kiến làm việc. Nhưng nghị quyết 105 đã đưa ra quy định thông thoáng hơn, nghĩa là lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì chỉ cần có kinh nghiệm tại vị trí dự kiến làm việc. Tôi nghĩ là như vậy là nó rất là phù hợp với cái điều kiện thực tế của doanh nghiệp. Cái đề xuất thứ hai là cái chấp thuận nên kéo dài thời gian ra và cho phép những danh mục nào, những lao động nước ngoài nào đã được chấp thuận thì không phải xin lại chấp thuận mà được gia hạn chấp thuận. Cái thứ ba tiếp theo là liên quan đến cấp phép lao động nhiều lần, cần có một cái sửa đổi là những lao động nào đã được cấp phép tại một doanh nghiệp mà điều chuyển sang một thành tỉnh, thành phố khác làm việc thì không phải cấp lại phép lao động mà căn cứ vào giấy phép lao động đã được cấp để cấp lại giấy phép lao động tại tỉnh thành đó. Còn về phía ông Trường thì sao ạ? Ông nghĩ rằng là chúng ta có thể có những thay đổi như thế nào ở trong nghị định số 152 nữa? Một là phải tiến hành rà soát thật chặt chẽ giữa các quy định của nghị định 152, đánh giá tính tương thích so với các quy định của pháp luật khác, ví dụ như luật xuất nhập cảnh, luật cư trú, rồi là liên quan luật khám chữa bệnh. Thứ hai là đối với quá trình đảm bảo thực thi thì chúng ta có thể là thiết kế những bộ tài liệu kỹ thuật tổng hợp các cái vướng mắc, tổng hợp những cái vấn đề mà phần doanh nghiệp quan tâm để mà chúng ta có thể hướng dẫn thống nhất về cách hiểu cũng như là cách thực hiện. Vấn đề thứ ba nữa là đối với lại cái hệ thống và liên thông các cái thông tin về quản lý lao động giữa Bộ Lao động Thương binh Xã hội và các cơ quan quản lý liên quan thì cần có cái sự kết nối thông tin để mà cũng tránh cái trường hợp là một văn bản hoặc là một cái giấy phép lao động. Nhưng mà qua quá trình như chị Dung vừa chia sẻ thì khi mà chuyển sang một địa phương mới, mặc dù vẫn làm công việc đó thì chúng ta lại phải tiến hành thay đổi lại từ đầu thì rất là lãng phí nguồn lực cho xã hội. Và vấn đề thứ tư là cái nội dung mà liên quan đến việc chúng ta phải tăng cường tập huấn các cái kiến thức kỹ thuật nghiệp vụ đối với những cái người mà trực tiếp thẩm định các cái hồ sơ về cấp phép lao động tại các cái cơ quan quản lý nhà nước. Và chúng ta cũng cùng kỳ vọng rằng là những cái sửa đổi sẽ sớm được đưa vào thực tế để giúp cho tạo một cái hành lang thông thoáng dành cho những người lao động nước ngoài đến với Việt Nam, họ cũng an tâm công tác hơn, làm việc hơn. Còn với các doanh nghiệp thì họ cũng có thể tận dụng được cái nguồn lực này một cách tốt nhất. Một lần nữa xin được cảm ơn cả hai vị khách mời về những chia sẻ ngày hôm nay. Thưa quý vị khán giả, chương trình Kinh doanh và Pháp luật được thực hiện trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 do Bộ Tư pháp chủ trì. Còn ngay bây giờ sẽ là chuyên mục Lăng kính pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua nhiều chính sách mới liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được ban hành. Chúng tôi lựa chọn giới thiệu đến quý vị và các bạn một số nội dung đáng chú ý sau. Doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng được lùi thời hạn đóng phí công đoàn đến 31 tháng 12 năm 2023. Mức thu phí cấp giấy phép trong lĩnh vực y tế từ ngày 16 tháng 10 năm 2023. Bổ sung 3 nước áp dụng thuế xuất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có quyết định 7823 về việc lùi đóng phí công đoàn đối với doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng. Theo đó, Tổng Liên đoàn Lao động đồng ý cho các doanh nghiệp bị giảm từ 50% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên so với thời điểm mùng 1 tháng 1 năm 2023, kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương do doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng được lùi đóng kinh phí công đoàn đến ngày 31 tháng 12 năm 2023. Theo quy định hiện hành, mức đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Quỹ tiền lương này là tổng mức tiền lương của những người lao động thuộc đối tượng phải đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Cũng theo quyết định, Ban Thường vụ các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn xem xét, xác định và chịu trách nhiệm về việc quyết định cho doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng được lùi đóng kinh phí công đoàn đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 và báo cáo tình hình thực hiện quyết định này về Tổng Liên đoàn qua Ban Tài chính trước ngày 31 tháng 1 năm 2024. Bộ Tài chính đã ban hành thông tư số 59/2023 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế. Theo đó, kể từ ngày 16 tháng 10 năm 2023, mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế được thực hiện theo quy định mới gồm
phí thẩm định, cấp tiếp nhận, xuất khẩu, nhập khẩu, xác nhận trong lĩnh vực chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong gia dụng và y tế. Phí thẩm định cấp giấy phép lưu hành, xuất khẩu, nhập khẩu, công bố trang thiết bị y tế. Phí thẩm định hoạt động tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề thuộc lĩnh vực y tế. Theo mức phí mới, một số mức thu phí trong lĩnh vực y tế đã tăng 20% như mức thu phí thẩm định cấp mới số lưu hành trang thiết bị loại CD tăng từ 5 triệu đồng lên 6 triệu đồng một hồ sơ. Mức thu phí thẩm định cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người bị thu hồi tăng từ 360.000 đồng một lần lên 430.000 đồng một lần. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 10 năm 2023. Chính phủ đã ban hành Nghị định 68/2023 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 115/2022 về biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam. Theo đó, chính phủ quyết định bổ sung thêm Malaysia, Chile và Brunei được áp dụng thuế xuất khẩu ưu đãi, thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2022-2027. Nghị định nêu rõ đối với tờ khai hải quan của hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam vào Malaysia hoặc nhập khẩu vào Việt Nam từ Malaysia, đăng ký từ ngày 29 tháng 11 năm 2022 đến trước ngày 7 tháng 9 năm 2023, tờ khai hải quan của hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam vào Cộng hòa Chile hoặc nhập khẩu vào Việt Nam từ Cộng hòa Chile, đăng ký từ ngày 21 tháng 2 năm 2023 đến trước ngày 7 tháng 9 năm 2023. Tờ khai hải quan của hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam vào Brunei Darussalam hoặc nhập khẩu vào Việt Nam từ Brunei Darussalam đăng ký từ ngày 12 tháng 7 năm 2023 đến trước ngày 7 tháng 9 năm 2023. Trong 3 trường hợp này, nếu đáp ứng đủ các điều kiện để được hưởng thuế xuất khẩu ưu đãi, thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt quy định tại Nghị định số 115/2022, Nghị định số 68/2023 và đã nộp thuế theo mức thuế cao hơn, thì được cơ quan hải quan xử lý tiền thuế nộp thừa theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 7 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, mục lăng kính pháp luật đã khép lại chương trình Kinh doanh và Pháp luật của chúng tôi ngày hôm nay. Mọi thông tin chi tiết và liên hệ xin vui lòng truy cập website www.kinhdoanhvapháp luật.com. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Khi điều kiện năng lực của một nhà thầu độc lập không đủ để đáp ứng các yêu cầu trong hồ sơ mời thầu, các nhà thầu thường hợp tác với nhau tạo thành liên danh nhà thầu để cùng tham gia đấu thầu và thực hiện các dự án. Tuy nhiên, thực tế cho thấy không ít doanh nghiệp gặp rủi ro khi giao kết các thỏa thuận liên danh trong đấu thầu và xảy ra không ít tranh chấp liên quan đến năng lực của đối tác. Vậy nguyên nhân dẫn đến tranh chấp này là gì? Đâu là lưu ý cho các bên khi tham gia và chọn lựa đối tác để thành lập liên danh nhà thầu? Đây sẽ là nội dung chính trong chương trình Kinh doanh và Pháp luật tuần sau với chủ đề lựa chọn đối tác thành lập liên danh nhà thầu, lưu ý nào cho các bên. Kính mời quý vị cùng theo dõi.